chúng ta sẽ cùng trên tay hai cái đèn rất là đặc biệt của Nanolip, đó là Aurora là cái hệ thống đèn trên tường mà các bạn đang thấy, và cái còn lại là Bloom, cái trong hộp trên tay của mình đây. Cái điều đặc biệt đầu tiên đó là cả hai cái đèn này thì nó đều có thể kết nối với HomeKit, nền tảng nhà thông minh của Apple, thông qua Internet. Như vậy thì các bạn có thể là điều khiển thông minh này, hay là chúng ta ra lệnh nó tắt mở thông qua Siri, tiện lợi hơn rất là nhiều. Và cái điểm thứ hai, cái điểm đặc biệt thứ hai của hai cái đèn này đó chính là mức giá của nó. Nói cái này trước, Bloom, cái mức giá của nó là 2,8 triệu đồng. Và chúng ta sẽ có trong một cái bộ này thì nó sẽ có hai cái bóng đèn và một cái hub điều khiển. Bây giờ thì chúng ta sẽ xem kỹ hơn là cái đèn này nó có gì đặc biệt mà nó lại có cái mức giá cao như vậy. Thì ngoài cái việc là kết nối với HomeKit thông qua cái hub điều khiển này, chúng ta sẽ có một cái bộ dây sạc để các bạn cung cấp nguồn điện cho cái hub này nữa. Hai cái bóng này thì thật ra là như nhau, bóng nào thì cũng là bóng thôi. Các bạn thấy là cái thiết kế của nó rất đặc biệt. Chúng ta sẽ có 11 cái hình đa diện bằng giấy ghép nối lại với nhau, và trên mỗi cái hình này thì nó sẽ có một cái bóng đèn LED. Cái thiết kế như thế này thì sẽ giúp cho cái đèn của chúng ta nó tỏa ánh sáng đều ra xung quanh, nhưng mà nó lại có công suất tiêu thụ thấp hơn và tiết kiệm điện năng hơn so với những cái đèn khác mà có cùng cái cường độ sáng tương tự. Hiện tại thì mình đang lắp cái đèn Bloom này bên cạnh một cái bóng đèn LED thông thường. Cụ thể thì đây là một cái bóng Philips. Và các bạn thấy là cả hai cái bóng này thì nó gọi là tương đồng với nhau luôn. Thì cái đèn Bloom nó sẽ sáng hơn hẳn. Một phần đó là nhờ vào những cái bóng đèn LED của nó đặt ra bên ngoài luôn, giống như là chúng ta thấy từ ban đầu rồi. Nhưng mà chính vì cái đèn LED nó lộ ra như thế này cho nên là nhìn nó hơi bị gay gắt, nó hơi bị chói mắt đó. Vì vậy mà mặc dù các bạn có thể điều chỉnh cái cường độ sáng của nó trong cái HomeKit, thì mình nghĩ rằng cái bóng đèn này nó cũng không phù hợp cho những cái bạn nào mà chúng ta muốn mua về để làm đèn ngủ. Khó ngủ lắm, mất ngủ luôn á. Đó, cái đó thì nó sẽ tùy vào sở thích của các bạn. Có một cái điểm trừ khác lớn hơn mà các bạn sẽ phải cân nhắc rất là kỹ khi mà các bạn chọn mua cái đèn này, mặc dù là nó có phần thông minh khi mà có thể kết nối được với HomeKit của Apple, đó chính là cái cục hub của nó để các bạn có thể kết nối giữa điện thoại của mình với cái bóng đèn. Thì cái cục hub đó nó không có hỗ trợ wifi mà nó chỉ có kết nối qua LAN thôi. Cho nên là ví dụ như các bạn router đặt ở dưới đất mà chúng ta muốn lắp cái bóng đèn ở trên lầu thì phải vác cái cục hub lên lầu, rồi phải đi dây đồ, mọi thứ trở nên rất là phiền phức, rắc rối. Có thể nói là trong cái thông minh mà nó vẫn còn cái gì đó ngu ngu. 2,8 triệu. Giờ thì nói sang cái đèn còn lại, thật ra là nó là một cái hệ thống luôn, Aurora. Cái này thì có mức giá có thể nói là gấp đôi so với cái kia, 5,8 triệu, tức là gần 6 triệu đồng. Trong khi đó thì nó không có tiết kiệm điện gì hết. Và cái mục đích chính cái này là làm đẹp, trang trí, ngựa ngựa vậy thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có 9 cái đèn LED panel hình tam giác như thế này. Và trên mỗi cái này thì nó sẽ có những cái chấu tiếp xúc ở cả ba cái cạnh luôn. Các bạn sẽ ghép nối với nhau bằng một cái giống như là cái sim này. Nó cũng sẽ có cái chấu tiếp xúc luôn để chúng ta ghép lại. Và cuối cùng thì trong cái bộ này chúng ta sẽ có một cái controller ở đây để các bạn cung cấp điện cho toàn bộ cái hệ thống đèn này. Và trên đây thì nó sẽ có hai cái nút tùy biến nhỏ luôn. Mặc dù là các bạn có thể kết nối được với HomeKit thì ở đây chúng ta cũng có thể tùy chỉnh, chứ không có giống như là cái đèn LED lúc nãy. Ở đây chúng ta có cái nút nguồn và một cái nút mà có hình như là dấu nhỏ hơn á, là để các bạn chuyển đổi màu sắc, bởi vì đèn để trang trí mà, cho nên là nếu mà một màu không thì nó chán lắm. Không chỉ là một màu duy nhất mà nó còn có thể là ghép nối nhiều màu với nhau. Và tất nhiên là các bạn có thể sử dụng thông qua cái điều khiển HomeKit để các bạn có thể tùy chỉnh màu theo đúng cái sở thích, cái ý muốn của mình. Và một cái hệ thống như thế này thì nó sẽ có thể ghép được tối đa là 30 cái đèn LED panel. Tức là bây giờ có 9 hình rồi, nếu mà các bạn có nhiều tiền hơn nữa thì chúng ta có thể mua thêm ghép lại cho nó phủ nguyên cái mặt tường này luôn chẳng hạn. Đó. Ngoài ra thì khi mà lắp đặt cái hệ thống Aurora này thì các bạn cũng cần lưu ý là chúng ta chọn vị trí như thế nào đó để chúng ta có thể giấu đi cái sợi dây dài lằn ngoằn này cho nó thẩm mỹ hơn. Hai cái đèn của chúng ta rất là đơn giản. Cái vừa rồi thì có tiết kiệm điện 2,8 triệu. Còn cái này thì trang trí thôi, 5,8 triệu cho 9 miếng. Nói chung là bạn nào mà có điều kiện kinh tế dư dả thì có thể nghĩ tới cái này. Và tất nhiên là các bạn sẽ có những cái lựa chọn khác, nó cũng sẽ có những cái tính năng tương tự, cũng có thể trang trí như thế này, cũng có thể tiết kiệm điện như thế này, nhưng mà với cái mức giá tiết kiệm hơn đó. Các bạn cũng có thể chia sẻ những cái lựa chọn của mình ở ngay bên dưới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.